Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 2, ngay đoạn đầu đèo Phú Hiệp, huyện Di Linh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm hư hỏng một xe đầu kéo và hàng hóa trên xe, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Tài xế Từ Công Đức, sinh năm 1987, ngụ ấp 3 Hòa Hưng, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, người điều khiển xe container biển kiểm soát 51C93002 cho biết khi đang lưu thông từ hướng thành phố Hồ Chí Minh về Đà Lạt với tốc độ 50 km/h. Ngay khi vào khúc cua ngay đầu đèo Phú Hiệp, do tránh phương tiện xe mô tô chạy lấn tuyến, tài xế xe container đã đạp thắng và chuyển hướng về bên trái. Ngay cua dốc, xe chở nặng hàng trên container nên xe đã lật qua hộ lan đường và rơi xuống khu vực bên trái gần khu vực nhà dân. Thời điểm này, có một mô tô do em Nguyễn An Nhiên và Nguyễn Phạm Chiêu Trân cùng sinh năm 2001 điều khiển đang lên đèo. Thấy xe lật qua bên phần đường lưu thông, hoảng loạn nên đã tự té ngã. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều phối giao thông và cứu nạn cứu hộ. Theo nhiều người dân, khu vực này thường hay xảy ra tai nạn giao thông nên cần được Ban An toàn giao thông tỉnh và huyện Di Linh cùng các ngành liên quan tiến hành khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tốc độ, tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra tại khu vực đèo Phú Hiệp. Lạ lẫm, đẹp mắt. Đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đến thăm vườn thú Sudu. Nằm bao quanh trên một ngọn đồi cao, tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Sudu bỗng hiện ra trước mắt,